Xin chào em. Dạ, chào anh. Hôm nay em có một cây bút. Đây, cây bút này nó cũng bình thường thôi, em thấy không? Nó rất là cứng. Dạ. Đó, rất là cứng. Và anh cho em coi luôn. Đó, em cầm em xem, nó có cái gì đặc biệt không? Dạ, cây bút rất là bình thường. Rồi. Thì ở đây á, em biết cây bút này anh sẽ làm gì? Em nghĩ là anh sẽ làm gì? Chắc anh sẽ làm xuyên tuyền hoặc là gì đó. Cái chuyện xuyên tiền thì nhiều người làm rồi, nhưng hôm nay anh sẽ làm một cái nó đặc biệt hơn. Bây giờ anh chà cho cái bút này nó nóng lên ha. Nó nóng lên, và khi nó nóng lên anh vẽ nó cong. Ui, thấy không? Bây giờ em có thể em giúp anh không? Anh giúp vậy, và giúp bây giờ anh vẽ nó lại. Em lấy tay em vuốt lên đây. Đúng rồi, vuốt lên. Đúng rồi, vuốt. Ok, thì khi em vuốt như vậy, cái bút này nó sẽ trở nên cứng. Đây, không thể nào vẽ được. Em thử đi. Vẽ được không? Cứng lắm luôn anh, sao anh vẽ được hay vậy ta? Đó là cái trò mà anh muốn giới thiệu với em, là anh có thể vẽ cong cây bút được. Xin cảm ơn em. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nếu cảm thấy video trên hữu ích, hãy nhấn nút like và share để tạo động lực cho chúng tôi thực hiện những video kế tiếp. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới. Nhớ nhấn nút subscribe và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được những video mới nhất từ 7 Ao Thuật. Xin chào và hẹn gặp lại!